Lê Tô Tô, Annie và dàn nữ chính chán nhất màn ảnh Hoa ngữ nửa năm qua. Nữ chính vừa là nhân vật trung tâm vừa là linh hồn của cả bộ phim, vậy nên cũng không có gì lạ khi khán giả mong muốn được thấy những hình tượng để lại dấu ấn khó phai. Đáng tiếc, có rất nhiều nữ chính lại gây ra không ít tranh cãi trên màn ảnh Hoa ngữ. Ví dụ như trong nửa đầu năm 2023, đã thấy một loạt trường hợp khiến khán giả ngán ngẩm, chẳng rõ biên kịch tô điểm kiểu gì mà có kha khá những nữ chính bị chê không thương tiếc, thậm chí còn bị nữ phụ chiếm luôn spotlight. Annie của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Công Tố. Khi xem Công Tố, suy nghĩ của nhiều người về nhân vật Annie chỉ có một từ, đó là nhạt. Đối với một nữ chính là nhân vật trung tâm liên kết các câu chuyện, thì khán giả mong muốn Annie sẽ tạo ra một ấn tượng sâu sắc, nhưng đáng tiếc, biên kịch Công Tố lại không làm được. Annie không có điểm nhấn, chẳng có sức hút, từ đầu đến cuối mờ nhạt y chang như nữ phụ. Nhiều người xem phim còn cảm thấy nữ phụ Lý Nghi Đường của Vưu Tĩnh Như có sức hút hơn hẳn, từ vai diễn màu sắc cho đến diễn xuất ổn áp. Trong khi đó, ngoài hình tượng nhân vật nhạt nhòa ra, thì diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất kém. Cô chẳng toát lên được phong thái của một kiểm sát viên. Cuối cùng, nàng mỹ nữ Tân Cương đã hoàn toàn lép vế trước nữ phụ. Tôn Đầu Đầu của Triệu Lộ Tư trong Hậu Lãng. Nhắc đến những nữ chính âm điểm trên màn ảnh Hoa ngữ năm nay mà không có tên của Tôn Đầu Đầu là một thiếu sót rất lớn. Nữ chính Hậu Lãng hội tụ mọi điểm xấu, vừa sất sược vừa trẻ trâu, chiếm đồ của người khác làm của riêng, lại còn có muôn vàn những phát ngôn đi vào lòng đất. Khán giả không chỉ cay mắt vì hình tượng nhân vật bất ổn, mà bản thân Triệu Lộ Tư cũng khiến cho mọi thứ càng thêm tồi tệ hơn. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư không hề có sự tiến bộ nào, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm, khuôn miệng vẫn cứ bay tán loạn, và biểu cảm vẫn cứ lố. Lê Tô Tô của Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẩn Minh. Đến với Trường Nguyệt Tẩn Minh, khán giả hứng thú vì Lê Tô Tô mất đi người thân, phải gánh trên mình trọng trách ngăn cản ma thần Đạm Đài Tẩn hắc hóa. Nói một cách chính xác thì Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẩn được định sẵn là kẻ thù không đội trời chung. Mang thù như vậy nhưng chẳng hiểu sao Lê Tô Tô vẫn yêu Đạm Đài Tẩn, một kẻ đã hại những người thân của cô, để rồi Lê Tô Tô gần như quên đi việc trả thù và nhiệm vụ của mình, còn cùng Đạm Đài Tẩn trải qua chuỗi ngày ngọt ngào. Việc biên kịch định hướng cho Lê Tô Tô yêu kẻ thù cũng đã khiến Trường Nguyệt Tẩn Minh bị chê là lệch tam quan nghiêm trọng. Thẩm An An của Viên Sang Sang trong Thế Giới Mới Của Vợ. Thế Giới Mới Của Vợ là câu chuyện của cô vợ bị người chồng mình hết mực yêu thương phản bội. Thẩm An An chính là cô vợ đáng thương ấy. Đương nhiên mọi người cũng muốn thấy nhân vật này quay lại trả thù, nhưng đáng tiếc lại chẳng được chứng kiến khoảnh khắc đó. Thẩm An An chỉ có sự cam chịu, chứ không hề mạnh mẽ đáp trả tiểu tam như mọi người vẫn nghĩ. Vừa mất chồng lại còn bị khiêu khích nhiều lần, nhưng lạ một nỗi, Thẩm An An dễ dàng bỏ qua, trong khi cô là chính thất đích thực, mà về sau, Thẩm An An lại dùng sự khoan dung của mình để cảm hóa những kẻ phản bội. Tình tiết này khiến khán giả cạn lời. Trong khi đó, một nữ phụ khác sẵn sàng xử đẹp tiểu tam vì dám hãm hại mình, sao nữ chính không làm như vậy nhỉ? Chẳng hiểu nữ chính đắc tội gì với biên kịch mà hình tượng có thể chán đến mức này nữa. Nữ chính vốn nên có sức hút và để lại ấn tượng tốt đẹp, nhưng Tôn Đầu Đầu hay Lê Tô Tô lại chỉ khiến người xem phàn nàn, mà nữ chính nhạt nhòa và tệ hại đã đành, đây hình tượng nữ phụ còn thu hút hơn. Cùng kiểu tóc cưa sừng, Bạch Lộc xinh chẳng kém gì Baby. Kiểu tóc buộc hai chùm có thể được xem là hot trend mới trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, mang lại cảm giác rất trẻ trung năng động, tùy vào nhan sắc, phong cách ăn mặc của mỗi người, mà mang lại những cảm giác rất riêng biệt, có sao nữ trong thời thượng, nhưng cũng có cô nàng mang cảm giác thiếu nữ. Bạch Lộc. Bạch Lộc đang là cái tên được săn đón nồng nhiệt sau sự thành công của hàng loạt tác phẩm. Vừa qua, cô nàng có buổi ghi hình cho chương trình thực tế Keep Running ở Thái Lan, cùng với dàn sao như Thái Từ Khôn, Angelababy hay Vương Hạc Đệ. Chỉ vừa mới xuất hiện ở sân bay, sao nữ Trường Nguyệt Tẩn Minh đã khiến mọi người phải đứng ngồi không yên. Với trang phục màu tím, tay áo đính lông vũ và tóc buộc cao hai bên, tạo hình này giúp Bạch Lộc tràn đầy cảm giác thiếu nữ, vừa xinh đẹp lại trẻ trung năng động, cuốn hút khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dương Tử. Dương Tử là một trong những tiểu hoa chính ít được đánh giá cao về thực lực chứ không phải nhan sắc. Nhiều tạo hình của cô nàng khi xuất hiện trong các sự kiện thường vấp phải sự chê bai của dân mạng. Tuy nhiên, trong loạt ảnh được đăng tải vào ngày 1 tháng 6, mừng quốc tế thiếu nhi với tạo hình váy hoa, tóc buộc cao hai bên, nữ diễn viên đã nhận về khá nhiều lời khen khi trông thật ngọt ngào và dễ thương. Và khi cùng kiểu tóc, nhưng thay đổi trang phục từ váy hoa thành quần jean áo thun trắng, sao nữ hương mật tựa khói sương đã biến sự dịu dàng, ngọt ngào, thành cô gái tràn đầy sức sống, trẻ trung và cung ngầu. Phải nói là phong cách của Dương Tử trong thời gian gần đây đã lên tay hơn hẳn. Angelababy. Nói về nhan sắc, thì Angelababy luôn biết cách làm nổi bật bản thân nhờ vẻ đẹp tựa công chúa, chảy trong mình hai dòng máu Lai Đức Trung,
đã giúp cô ấy có được nét đẹp dung hòa của hai vùng. Sự xinh đẹp quyến rũ sớm đã được quốc tế công nhận. Dù xuất hiện trong bất cứ tạo hình nào, Angelababy cũng khiến người xem phải trầm trồ không thôi. Nói chi đâu xa, chỉ với tạo hình học sinh, phối kiểu tóc cột hai bên khi ghi hình kiếp trăng ninh, ai mà tin đây đã là mẹ một con cơ chứ? Địch Lệ Nhiệt Ba. Không dưới một lần, Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với tạo hình tóc cột hai bên, và nhờ nhan sắc xinh đẹp, gương mặt góc cạnh với các đường nét lai tây, người đẹp Tân Cương đã dễ dàng cân được tạo hình này. Ở cô luôn toát lên sự trẻ trung dịu dàng và năng động, đôi khi pha chút quyến rũ và mị hoặc. Lưu Diệt Phi. Nhìn lại những bức ảnh thuở đôi mươi của Lưu Diệt Phi, với tạo hình tóc cột hai chùm, nhan sắc này bảo sao nhiều người lại mê như điếu đổ. Trông thần tiên tỷ tỷ thật dịu dàng, nhẹ nhàng và ngọt ngào, đầy cảm giác của mối tình đầu. Và giờ có lẽ đã đứng tuổi, nên hiếm khi thấy thần tiên tỷ tỷ xuất hiện với tạo hình này, mà thay bằng thiên hướng trưởng thành hơn. Trong kiểu tóc trẻ trung, cưa sừng lần này, Bạch Lộc và Dương Tử nhận được rất nhiều lời khen của dân mạng hơn cả. Dù rằng xét riêng về nhan sắc, Bạch Lộc và Dương Tử chẳng thể nào đọ lại được Địch Lệ Nhiệt Ba hay Angelababy, nhưng với tạo hình hợp thế này đã giúp diện mạo của hai nàng tiểu hoa thăng hạng không ít. Trình Thiếu Thương và dàn nữ chính bị ghẻ lạnh, bị cho là điềm xấu. Các nữ chính có số phận trắc trở, khiến netizen đau lòng. Có người thì vừa sinh ra đã bị gán cho cái danh là xui xẻo, mang lại điềm xấu. Cũng có những nhân vật lại phải chịu sự ghét bỏ, ghẻ lạnh của mọi người xung quanh, vì những lý do vô lý. Cùng điểm qua các nữ chính phải chịu phận hẫm hiu nhé. Ly Quan Dạ Đàm do Lý Lan Địch thủ vai trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Khi lên sóng, bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã nhận về nhiều lời khen của khán giả, nhờ nội dung cuốn hút, tạo hình đẹp mắt và diễn xuất ổn áp của dàn diễn viên. Đặc biệt, nữ chính Ly Quan Dạ Đàm do Lý Lan Địch đảm nhận đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi nét diễn linh hoạt và gương mặt xinh xắn đáng yêu. Nhân vật Ly Quan Dạ Đàm tuy bề ngoài thì hoạt bát mạnh mẽ, nhưng thực chất nội tâm lại mang nhiều tổn thương do phải chịu sự ghẻ lạnh và thiên vị từ vua cha. Vốn là công chúa nhân tộc, nhưng từ khi sinh ra, nếu như tỷ tỷ song sinh của nàng là Ly Quan Thanh Quỳ được nâng niu chiều chuộng và được gả cho thái tử thiên giới, thì Ly Quan Dạ Đàm lại bị cho là mang đến tai ương và phải chịu cảnh gả đến Trầm Uyên xa xôi thuộc ma giới. Trong họa được phúc, nhờ lần hai tỷ muội nhà Ly Quan gả nhầm mà nữ chính Ly Quan Dạ Đàm đã tìm được người yêu thương nàng thật lòng. Ngụy Chi do Cúc Tịnh Y thủ vai trong Hoa Nhung. Hoa Nhung do Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần đóng chính đã thu hút được sự chú ý của nhiều khán giả. Bên cạnh nhan sắc cực phẩm, thì nhân vật của Cúc Tịnh Y còn khiến người xem thương cảm bởi số phận đầy khó khăn của nàng. Ngụy Chi từ nhỏ bị xem là sao chổi, chỉ toàn đem đến xui xẻo. Về sau vì mang mệnh Phượng Hoàng, sở hữu sức mạnh cao cường, song cũng có thể là mối họa của tam giới, nên bị người người nhà nhà tìm cách tiêu diệt. Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai trong phim Hoa Thiên Cốt. Thành công của bộ phim Hoa Thiên Cốt đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và góp phần đưa cô trở thành một trong các nữ diễn viên đắt giá của Hoa ngữ. Thêm nữa, nhân vật Hoa Thiên Cốt đến nay vẫn nhận được vô vàn sự yêu mến và là tượng đài trong lòng người hâm mộ. Nói về một nữ chính bị biên kịch cho ăn hành thảm nhất nhì màn ảnh showbiz thì không thể không kể đến Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh chuyện tình đã lấy đi biết bao nước mắt của Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa, thì số mệnh của nàng cũng đau khổ chẳng kém ai. Từ khi sinh ra đã mang dị hương thu hút yêu ma, khiến hoa cỏ lụi tàn. Về sau khi đi học đạo, lại bị không ít người tính kế. Tiểu Cốt ngây ngô lương thiện, nhưng từ đầu tới cuối vận mệnh lại chưa một lần ưu ái nàng. Trọng Tử do Dương Siêu Việt thủ vai trong phim Trọng Tử. Vốn được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện, bởi Trọng Tử có cốt truyện khá tương đồng với Hoa Thiên Cốt, nhưng có lẽ với diễn xuất non nớt, cộng thêm cái bóng quá lớn của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, nên Trọng Tử của Dương Siêu Việt đã gây nên thất vọng ê chề cho khán giả, khiến nàng tiểu hoa này nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Trọng Tử từ nhỏ vốn là một cô nương tốt bụng, có lòng chính nghĩa và tính cách đáng yêu lương thiện. Tuy vậy, nàng phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, thiếu ăn thiếu mặc. Sau khi gia nhập tiên môn, lại phải đối mặt với không ít sóng gió. Cuối cùng Trọng Tử bị áp bức đến độ bước vào con đường ma đạo. Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư thủ vai trong Tinh Hán Sáng Lạng. Vai diễn Trình Thiếu Thương của Triệu Lộ Tư đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, cũng như giúp cô gia nhập hàng ngũ tiểu hoa sau 95 hàng đầu của Hoa ngữ. Tạo hình được đầu tư chỉnh chu và nội dung hay chính là điểm sáng lớn giúp Tinh Hán Sáng Lạng thu về lượng người xem khủng, khác với hình tượng nhí nhảnh tinh nghịch thường thấy trong các bộ phim trước. Với nhân vật Trình Thiếu Thương, Triệu Lộ Tư đã thành công khắc họa hình ảnh một thiếu nữ kiên cường, hiểu chuyện và đầy bản lĩnh. Từ nhỏ Trình Thiếu Thương đã sống trong cảnh thiếu tình thương của cha mẹ, lại bị tổ mẫu và họ hàng đối xử lạnh nhạt, đến khi lớn lên thì lại phải nhẫn nhịn và buồn tủi trước sự thiên vị của mẹ.
cũng như không ít lần bị người khác hãm hại vì ghen ghét. Có thể nói, cuộc sống của Trình Thiếu Thương chưa bao giờ là dễ dàng. May mắn thay, đến cùng nàng vẫn có một cái kết đầy viên mãn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.